Ngay sau khi nghe báo cáo tại hội trường, các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nghi nhận tại tổ 4 bao gồm các tỉnh Điện Biên, Quảng Ninh, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Phan Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng điều hành phiên thảo luận. Cho ý kiến về vấn đề này, đa số các đại biểu đánh giá cao báo cáo hút thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 cần tính giá kỹ hơn về kết quả thu ngân sách trung ương, quản lý tài sản công, bên cạnh đó cần tiếp tục tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước nâng cao hiệu quả hiệu lực thu chi ngân sách nhà nước cải thiện chi địa chính sách tài khoá sức chống chịu của nền tài chính quốc gia trong quản lý điều tiết nền kinh tế phù hợp với trình độ phát triển hội nhập khu vực và thế giới trong tình hình mới ngoài ra tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính ngân sách công khai minh bạch đẩy mạnh trách nhiệm giải trình tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước